khoai hồng rồi anh em. Ví trên còn 2.086 đồng. What the hell? What the hell, không biết nó có nổ không? Chết tôi rồi. Ví trên còn hơn 2.000. Có quốc xe nào mà nó trừ phải 2.000 không nhỉ? Bây giờ đi ra kiếm cái xe của cây hoặc cái Grab cái Vinmart nào để nạp tiền về các bạn. Bó tay rồi. Bó tay thật thật sự luôn. Ở đây Vinmart rồi, Vinmart đây rồi. Vinmart đây rồi. Ok. Giờ vào Vinmart để nạp tiền cái đã. Ở đây làm giúp mình 200 ngàn vào tài khoản của Grab ấy. Tiền mặt bạn ơi. Ok, cảm ơn nhé. Đây, xe đã xong. Đã xong nạp tiền vào trong ấy rồi. Buồn quá. Các bạn biết không? Grab nó chơi cái trò rất oái oăm các bạn ạ. Nhiều khi nó bị âm tiền đấy. Như cúp xe này của mình bây giờ phải chờ 15 phút sau nó mới bắn tiền vào đấy. Chứ không, nó không bắn vào ngay đâu. Của bên Vinmart hoặc xe của cây họ chuyển vào đây cho mình là mất khoảng 15 phút mới vào tiền vào. Tại vì các bạn có thể nhìn này. Ví đây. Ví trên 2.086, ví dưới 0 đồng. Từ sáng giờ là mình có 5.000 nhưng mà mình chạy được mấy cuốc thôi. Có 5.000 đồng. Chạy được 2 cuốc đấy. Một cuốc 15.000, cuốc sau là nó trừ hết cả tiền luôn. Em bắt buộc phải đi làm. Ok. Giờ đã xong rồi, chờ ngồi chờ thôi. Kiếm một cái chỗ nào ngồi uống nước chờ cho tiền nó vào ví rồi bắt đầu lại tiếp tục chạy các bạn nhé. A few moments later. Ôi giời ơi, mẹ vì hai cuốc xe giờ ốm nó mồm luôn. Bây giờ phải điện cho khách cái đã. 11 Nguyễn Huy Đức 18.000 đi thăng năm number one. Ok. Alo. Vâng, chị đang đứng ở chỗ 11 Nguyễn Huy Đức phải không ạ? Vâng 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 ạ, chị ra ngoài đường ngõ đầu ngõ luôn giúp em nhé. Chị đi Thăng Long number 1 đúng không? Em gửi. Ok, em đi nhá. Chị bắt xe về đâu? Hưng Yên á, về đâu Hưng Yên? Văn Giang á. Thế chị có về không? Em trở về luôn, tiện đường thôi. Em về Hưng Yên bây giờ đây. Ok. Được luôn. Thật luôn. Tưởng bắt xe về đâu, về Hưng Yên em trở về luôn. Em ở dưới Văn Giang một tí mà. Đang định chạy luôn cuốc này đi về về nhà luôn. Đây chở luôn đi đi xe máy này thì nó nhanh hơn. Đâu phải ấy. Ok, thế để em hoàn thành cái cuốc này đi xong là tắt cái app đi xong em trở về. Ok. Và ok. Thế là chị ở chỗ nào Văn Giang? Đông Tảo á, chỗ nào Đông Tảo nhỉ? Nhà em ở Đông Tảo luôn, chợ Đông Tảo luôn đây. Chỗ nào Đông Tảo nào? Ồ, thế thì cũng gần đấy. Nhà em ở chợ Đông Tảo luôn.
À thế à? Ok, thế để trở về nhà luôn. Em ngồi ở Nguyễn Quý Đức này gần một tiếng rồi, không có xe. Đang bảo cháy lốt con này đi về luôn. Đằng nào cũng xong quốc này là em định đi về luôn mà. Có ở đây đâu. Em 89. 89 ạ. 89. À thế à? Ôi trời ơi. Thế em vẫn đang sinh viên à? Ôi em vừa 16 đi làm 3 tháng rồi. À 16 à, đi làm à. Thế là ở luôn ở khu Nguyễn Quý Đức à? Ờ. Sáng á, tầm 7h30 8 giờ gì đấy. Lưu số của anh nào là bao giờ mà ở trên Hà Nội mà muốn về thì anh ở trên đấy tiện thì anh qua đấy anh đón về. Sáng lên nếu mà lên sớm tí được ngay gì đâu. Lên vẫn kịp đi làm. Tiếng. Đấy cái lưu số của anh vào thì lần sau có đi thì anh ở chỗ đấy thì anh qua số anh đón là được, gần mà. Đây nhà đây à? À thế à? Đi đây thì anh nhớ nhà ở chỗ đằng này vào được 2 lần. Bạn bình thường em đi bao tiền? Em đi tháng 50 ạ. À. Em gửi anh tiền lúc mà ấy là đặt Grab. Cảm ơn anh nhá. Rồi, chào em nhé. Ừ, hôm nào đi đâu thì cứ gọi hoặc nhắn tin cho anh. Có số của anh đấy. Ừ, chào em nhá. Đưa em về tận nhà luôn. Cuốc xe này là đi có 18.000 thôi các bạn ạ. Đi có 18.000 thôi. Gọi là thật không thể biết được là nó lại trùng, gọi là tình cờ như thế. Đấy. Có 18.000 đi cuốc xe thế là đưa ra Thăng Long Number 1. Em mới hỏi em ấy là đi về đâu. Thì em ấy lại bảo là em ấy đi về Văn Giang. Quái lạ, Văn Giang thì gần nhà mình rồi. Thế cứ lò mò hỏi tiếp thì hóa ra là em cách nhà mình chắc cũng vài cây thôi. Thế bảo thôi tiện đường anh trở về luôn đấy, đi xe hết bao tiền thì anh lấy thế thôi. Thế là ok, thế là đi. Ok anh em nhá, video này tạm dừng thôi. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Thật ra là hôm nay là mình buổi chiều là định nghỉ đấy, nhưng mà gọi là hứng lên thì lại đi làm. Mày qua mày đi làm này, về cũng không người lắm. Về cũng không phải đi về xe không các bạn ạ. Hay quá. Ok. Thôi video này tạm dừng thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé. Nhớ là cho mình xin một đăng ký kênh đấy. Bye bye.